là coi như đối tượng Tô Mạc Lờ đã kết thúc chuyến thăm Trung Cập. Và những điểm mà chúng ta đáng chú ý sau cái chuyến mà đi chầu kiến ở bên Thiên Triều. Như vậy là trong chuyến mà đi chầu bái 3 ngày tới Trung Cập, thì đối tượng Tô Lờ đã có một lịch trình nghị sự dày đặc với các nội dung về hợp tác chính trị, về kinh tế và giải quyết bất đồng ở trên Biển Đông. Như vậy là vào trưa 20 tháng 8, đối tượng Tô Lờ cùng với ả Ngô Phương Ly và đoàn công tác Việt Cộng đã rời khỏi Thiên Triều và kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Cập. Chuyến thăm của đối tượng Tô Lờ diễn ra trong bối cảnh là Việt Cộng đang chuẩn bị cho đại hội 14, còn Trung Cộng thì vừa tổ chức xong hội nghị trung ương 3 khóa 20. Đối tượng Tô Lờ khởi đầu chuyến công du vào ngày 18 tháng 9 tại Quảng Châu, nơi mà đối tượng đã thăm các địa chỉ đỏ của cách mạng Việt Cộng, sau đó tham gia các cuộc họp thượng đỉnh ở tại Trung Cộng trong ngày 19 tháng 8, trước khi có một số hoạt động khác vào sáng 20 tháng 8. Trong ngày 19 tháng 8, các đối tượng Việt Cộng đã hội đàm với đối tượng Họ Tập và sau đó hội kiến với đối tượng Lý Cường, sau đó hội kiến với Ủy viên trưởng nhân Đại Toàn Quốc là đối tượng Triệu Lạc Tế, Chủ tịch chính Hiệp hội Toàn Quốc là đối tượng Vương Hổ Ninh và đã bắt đầu tham dự nhiều sự kiện quan trọng khác. Câu hỏi đặt ra là tại sao đối tượng mà Tô Lờ vừa mới nhận chức xong là trải qua triều bái Trung Cộng ngay lập tức như vậy? Thứ nhất là trấn an Trung Cộng. Đối tượng Tô Lờ và Họ Tập đã có cuộc hội đàm vào ngày 19 tháng 8 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Trong cuộc hội đàm thì Họ Tập khẳng định là Trung Cộng coi Đảng Cộng sản Việt Cộng là ưu tiên hàng đầu trong quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng. Tương tự, Tô Lờ cũng khẳng định Đảng Cộng sản Việt Cộng luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ ngoại giao với Trung Cộng. Sau khi đối tượng Tô Lờ, một người có xuất thân từ Côn Đồ và ít kinh nghiệm trong đối ngoại, đã nhậm chức tổng bí thư, thì chính sách ngoại giao của Đảng Cộng sản Việt Cộng đang được những nhà bình luận trên thế giới chú ý. Bởi vì đối tượng này ở trong Côn Đồ chỉ có đàn áp bắt bớ chứ không có giỏi về ngoại giao. Và lý luận thì cũng không bằng đối tượng Lưu Trọng Thắng. Mồm mép thì cũng không bằng những đối tượng trước kia. Khi chỉ còn khoảng 16 tháng cho tới đại hội 14, thì Đảng Cộng sản Việt Cộng được cho là sẽ tập trung hơn vào công tác đối nội và giữ nguyên đường lối ngoại giao cây tre. Việc khẳng định luôn coi trọng và ưu tiên quan hệ với Trung Cộng được cho là để cho Trung Cộng cảm thấy yên lòng trước những tiến triển quan trọng giữa Việt Cộng và Mỹ. Hai quan chức nói rằng Tô Lờ sẽ tới dự cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 sắp tới đây với tư cách là chủ tịch nước cũng như là chủ tịch đảng. Hai quan chức này cũng nói rằng họ Tô sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ. Như vậy là ngày 20 tháng 8 có bài viết đánh giá về thông điệp của Việt Cộng muốn gửi cho Trung Cộng qua chuyến thăm của đối tượng Tô Mạc Lờ. Theo bài viết thì Đảng Cộng sản Việt Cộng muốn khẳng định rằng mọi lo ngại về sự lệch hướng trong quan hệ Việt-Trung là không cần thiết. Đối tượng Tô Lờ cũng nhắc tới là phải thân với Đảng Cộng sản Trung Cộng để mà giữ vững chế độ côn đồ trị, độc tài, độc ác và độc quyền. Như vậy thì người ta nhận định rằng quan hệ ngoại giao giữa Đảng Cộng sản Việt Cộng và Trung Cộng, Đảng Cộng sản Việt Cộng không muốn chệch hướng sau khi đối tượng Lưu Trọng Thắng qua đời. Đây không phải là một lời đe dọa nhưng là một lời nhắc nhở để cho toàn dân Việt Nam đáng quan tâm. Đặc biệt là Trung Cộng muốn gửi tới Việt Cộng là Trung Cộng luôn coi quan trọng đối với Đảng Cộng sản Việt Cộng. Biến động chính trị ở Việt Nam trong thời gian gần đây cũng được đánh giá là khiến cho Trung Cộng lo ngại sau khi Tô Lờ đã bắt đầu là hạ bệ đốt những đối tượng mà Trung Cộng đã sắp đặt sẵn. Đặc biệt là đối tượng mà Huệ Đôm Đôm vừa qua Trung Cộng ký kết xong là về bị mất chức. Trước đây có nhiều ý kiến cho rằng công cuộc chống tham nhũng của đối tượng Lưu Trọng Thắng được xây dựng dựa trên chiến dịch chống tham nhũng đã hổ diệt rùi của Họ Tập. Tuy nhiên chiến dịch đốt lò đã trở nên vô cùng dữ dội trong thời gian gần đây. Từ đầu năm, chiến dịch đốt lò đã khiến một loạt quan chức mà cấp cao của đảng bị mất chức, tạo ra môi trường được đánh giá là bất ổn chính trị của Đảng Cộng sản Việt Cộng ở đất nước Việt Nam. Các nhà quan sát của Trung Cộng và nước ngoài đều đánh giá rằng Trung Cộng đang lo ngại về những biến động chính trị chưa từng có trong thời gian qua xảy ra trên đất nước Việt Nam. Và Trung Cộng cho rằng chuyến thăm triều kiến chầu bái của đối tượng Tô Mạc Lờ có mục đích là trấn an Trung Cộng về cam kết của Đảng Cộng sản Việt Cộng trong một duy trì mối quan hệ thân thiết, đó là cộng đồng chung vận mệnh. Đặc biệt là trong bối cảnh những thay đổi chính trị và kế thừa lãnh đạo gần đây ở Việt Nam. Trong cuộc hội đàm với Họ Tập, đối tượng Tô Lờ đã thông báo
là tình hình Việt Nam gần đây, đặc biệt là các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng và các hoạt động đối ngoại. Những nhà bình luận thế giới cho rằng việc đối tượng Tô Lờ nhận chức vụ mới là dấu hiệu tạm ngưng đấu đá nội bộ và báo hiệu một tương lai ổn định hơn cho tình hình chính trị ở tại Việt Nam sau khi mà đối tượng Bò Giác Vàng đã đưa phe phái của mình để nắm những chức vụ quan trọng. Và đặc biệt là đối tượng Bò Giác Vàng đã liên kết với đối tượng 3X thì có lẽ là sẽ phóng thích và sẽ thả những người mà của phe 3X dưới thời của Lù Trọng Thắng bị bắt giam. Có thể là Tô Lờ sẽ chiều lòng của Đức và cho Trịnh Xuân Thanh tị nạn ở bên Đức cũng không chừng. Và Đinh La Thăng sẽ được ra khỏi tù. Coi như là cái lò của Lù Trọng Thắng tạm thời sẽ không có củi đi vô. Sau khi nghe thông báo về tình hình ở tại Việt Nam của đối tượng Tô Lờ, thì họ tập cho biết là Trung Cộng ủng hộ Việt Cộng dưới sự cai trị độc tài, độc đảng, độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Cộng. Và ủng hộ đi theo con đường xã hội chủ ngục để phù hợp với điều kiện của hai đất nước và tiến sâu hơn trên sự nghiệp cải cách và hiện đại hóa xã hội chủ ngục. Đáp lại, đối tượng Tô Lờ cũng chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Cộng đạt được những thành tựu to lớn dưới sự cai trị hạt nhân của họ Tập. Thời điểm Tô Lờ nhậm chức Tổng Bí thư, nhiều nhà quan sát đã so sánh Tô Lờ với họ Tập. Nhưng mà về mưu mô xảo quyệt thì Tô Lờ không bằng họ Tập. Như vậy thì họ Tập và họ Tô coi như là kết nối ban giao sẽ có cơ hội gia tăng quyền lực và áp dụng phong cách mà cai trị độc đoán hơn. Như vậy thì Việt Cộng và Trung Cộng đã đồng tình phát triển hợp tác thiên đường xã hội chủ ngục. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Trong đó thúc đẩy kết nối hai hành lang, một vành đai với vành đai và con đường. Ký kết thì hay lắm, nhưng mà liệu có mà làm ăn nổi với Trung Cộng hay không? Có cạnh tranh được với Trung Cộng hay không? Lại là một điều coi như là khác nữa. Cũng trong cuộc họp, hai bên đã ký kết 14 văn kiện, tức là thua Lù Trọng Thắng chỉ có 2 văn kiện. Lù Trọng Thắng ký 16 văn kiện, còn Tô Lờ ký 14 văn kiện và có những văn kiện không được tiết lộ bởi vì bí mật quốc gia. Còn những văn kiện thì có thể công bố, bao gồm công thư hợp tác đường sắt được công bố, đó là một văn kiện. Hiện tại bây giờ chỉ có một văn kiện là hợp tác đường sắt đã được công bố, còn 13 văn kiện vẫn chưa ai biết là 13 văn kiện đó là ký kết những gì. Trong đó dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng là được công bố. Về đường sắt, trong 7 tháng đầu năm, hơn 6.800 container đã được vận chuyển qua đường sắt để mà từ Việt Cộng đi Trung Cộng. Cho nên, đối tượng Tô Lờ không muốn là thiếu sự tin cậy giữa coi như là Trung Cộng. Thật sự Trung Cộng không tin Đảng Cộng sản Việt Cộng. Mức độ tin cậy giữa hai đảng Cộng sản, Trung Cộng và Việt Cộng, coi như là mặc dù ký kết như vậy, nhưng mà bằng mặt, chứ ở trong lòng bất an. Bởi vì sao? Bởi vì hai đảng này đã từng coi như là đánh nhau trong một cuộc chiến tranh biên giới vào thập niên coi như 1970, tức là vào năm 79, chiến tranh biên giới xảy ra sau khi mà Đảng Cộng sản Việt Cộng giải thể chế độ Khmer rồi. Và coi như Lê Duẩn, đối tượng này đã ngã hẳn về Liên Xô, tức là Nga xâm lược bây giờ. Từ lâu coi như hai đảng Cộng sản, Trung Cộng và Việt Cộng luôn luôn bằng mặt chứ không bằng lòng. Từ lâu đã cản trở tiến trình xây dựng các tuyến đường sắt kết nối giữa hai đất nước. Bên cạnh đó, trước sự chứng kiến của đối tượng Tô Lờ và họ Tập, thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ở tại Việt Nam và Tổng cục Hải quan của Trung Cộng đã ký nghị định thư về việc xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, dừa tươi và cá sấu Việt Cộng qua Trung Cộng để sản xuất những cái bóp da cá sấu, những cái dây nịt da cá sấu. Nghị định thư này sẽ có hiệu lực ngay từ ngày ký kết, tức là ngày 20 tây tháng 8. Báo chí của Việt Cộng cũng là khoe khoang là sầu riêng tươi của Việt Cộng hiện đang phải cạnh tranh với sầu riêng của Thái Lan ở bên thị trường Trung Cộng. Cho nên việc có thể xuất khẩu sầu riêng giúp khả năng cạnh tranh của Việt Cộng ở bên đất nước Trung Cộng. Ngoài ra, hai nước cũng ký kết một số bản ghi nhớ về hợp tác giữa các bộ, ban ngành của hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và y tế. Nhiều người cho rằng đối tượng Tô Lờ sẽ tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế để khẳng định tính chính danh của Đảng Cộng sản và khả năng cai trị của bản thân Tô Lờ. Có thể Tô Lờ sẽ không đi theo cái vết đường cũ của Lù Trọng Thắng, đó là đốt lò để mà dẫn tới nền kinh tế kiệt quệ. Cho nên chúng ta thấy sau khi và trước khi đi qua bên Trung Cộng, tại sao Tô Lờ lại mời đối tượng 3X làm coi như là quân sư và là những nhân vật quan trọng được đứng kế Tô Lờ. Về công tác giáo dục chính trị, hai đảng đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Chính trị Quốc gia Lãnh tụ Bốn Lù và Đảng Cộng sản Trung Cộng Mao Trạch Đông. Mặc dù là ký kết giao hảo như vậy, nhưng mà người ta cho biết là tranh chấp trên Biển Đông vẫn bế tắc như thường.
Đối tượng Tô Lợi đề nghị Trung Cộng tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và thúc đẩy xây dựng bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông phải thật sự, thật lòng và đạt hiệu quả. Nhưng mà Trung Cộng phớt lờ. Những gì mà đề nghị của Tô Lợi, Trung Cộng không thèm quan tâm, bởi Trung Cộng biết là không thực tế. Bởi vì Trung Cộng muốn là thôn tính Biển Đông thì Trung Cộng đời nào mà phải là tôn trọng luật pháp quốc tế. Năm 2022, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Cộng đã soạn xong bản dự thảo đầu tiên của cái luật gọi là COC, được kỳ vọng sẽ có tính ràng buộc hơn. Tuy nhiên đến nay, COC vẫn chưa được hoàn thiện và Trung Cộng luôn luôn xé rào cái dự thảo Hiệp hội này. Không biết là Tô Lợi về có bị nhiễm phóng xạ hay không khi mà nêu ra tình hình Biển Đông. Nhưng mà trước mắt thì Trung Cộng không đối hoài tới tình hình mà trao đổi về Biển Đông. Trên thực tế, dù có những tuyên bố đẹp đẽ có cánh trong các cuộc gặp giữa các lãnh đảng, nhưng mà gặp xong rồi thì tình hình thực tế ở Biển Đông nó khác một trời một vực. Theo phía Đảng Cộng sản Việt Cộng thì cứ là nghĩ rằng Trung Cộng sẽ nghe, nhưng mà sau cuộc gặp rồi thì Trung Cộng càng hung hăng hơn và Trung Cộng tiếp tục có những yêu sách và những hành động xâm phạm tới chủ quyền của Việt Cộng, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích của Việt Cộng trên Biển Đông. Vào tháng 5 2024, Đảng Cộng sản Việt Cộng đã lên tiếng phản đối Trung Cộng, đã điều một tàu bệnh viện tới đảo Hoàng Sa. Và đầu tháng 8 thì Việt Cộng và Philippines lần đầu tiên có buổi diễn tập chung của cảnh sát biển. Ngay trước cuộc diễn tập này, Trung Cộng đã cho máy bay không người lái 2-3 lần bay sát vào bờ biển của Việt Cộng. Một lần cách bờ biển 100 km, một lần đi vào đặc quyền kinh tế của đất nước Việt Nam. Như vậy thì nhiều chuyên gia đánh giá động thái mà đối tượng Tô Lợi gặp họ Tạp chỉ là một bài kiểm tra tác nghiệp, xem coi Tô Lợi như thế nào về chính sách ngoại giao của Việt Cộng dưới thời của Tô Lợi. Cho đến hiện tại, Việt Cộng vẫn chưa lên tiếng chính thức về sự việc máy bay không người lái của Trung Cộng bay sát bờ biển của mình. Báo chí dẫn lời phân tích là Trung Cộng nhận định rằng trước những bất ổn chính trị ngày càng gia tăng thì ở đất nước Việt Nam, Đảng Cộng sản cũng phải đi theo chiều gió. Trước thềm đại hội 14, quan hệ Việt Trung hiện đang đối mặt với những thách thức lớn, đặc biệt là về những tranh chấp ở trên Biển Đông. Trung Cộng thì đương nhiên là không ưa đối tượng 3X. Mặc dù 3X đã cho Trung Cộng vào khai thác bauxit Tây Nguyên, nhưng mà sau này đối tượng 3X đã nói một câu mà làm cho Trung Cộng vô cùng tức tối, đó là không đổi quyền lợi quốc gia với những lợi ích kinh tế mơ hồ của Trung Cộng. Nhưng mà bây giờ Tô Lợi coi như là đặc biệt đã bắt đầu làm mời đối tượng 3X để mà làm cố vấn cho nhiệm kỳ của mình, thì người ta lo ngại rằng sẽ có sự rạn nứt đối với Trung Cộng. Và còn quá sớm để chúng ta tuyên đoán rằng là đối tượng Tô Lợi này có thật sự là giống như Lưu Trọng Thắng là ngã về Trung Cộng để mà tiếp tục đã hổ diệt rồi, hay là Tô Lợi sẽ cai trị theo một cách khác, là coi như là muốn phục hồi lại nền kinh tế đời sống của người dân. Bởi vì đời sống và kinh tế của người dân quá bể rạn. Đối tượng Tô Lợi và những người trong đảng bây giờ sau khi Lưu Trọng Thắng đỏ địa ngục thì người ta cũng vẫn còn âm thầm và chê trích, chỉ trích là công cuộc đốt lò không đem lại hiệu quả mà làm cho nền kinh tế kiệt quệ, không ai dám làm ăn, không ai dám gì hết. Cho nên chính vì vậy mà Tô Lợi mới là chụp đối tượng 3X, bởi vì 3X là đối tượng là đã từng là ủng hộ và coi như là cho những quan chức Đảng Cộng sản Việt Cộng làm giàu, làm kinh tế. Cho nên có lẽ là đối tượng Tô Lợi sẽ không đi theo con đường mà có bằng đốt lò của Lưu Trọng Thắng. Mà dẫu cho có đốt lò thì cũng đốt những đối tượng mà đã gây thù chuốc oán trước đây với đối tượng 3X và đối tượng Bò Giáp Bạch. Chứ thật sự không thể đốt lò để mà bắt thêm những phe phái nào khác nữa. Một bản tin kế tiếp, đó là dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt ở tại tỉnh Vĩnh Phúc với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, tương đương 220 triệu đô la Mỹ. Dù mới hoàn thành và đang vận hành thử nghiệm, tuy nhiên nhiều vị trí đã xuất hiện vết nứt, vỡ, bong, tróc và cái khung nó trơ ra. 5.000 tỷ đồng mà hiện trạng như thế này thì không khéo sẽ coi như là mất trắng 5.000 tỷ đồng mà không đưa vào vận hành được. Những dự án như thế này không phải là hiếm ở tại đất nước Việt Cộng. Dường như nó đã quá quen thuộc đối với những người dân Việt Nam. Cuối cùng thì ai là người chịu trách nhiệm thì không thấy đề cập tới. Nhưng mà một thời gian sau thì lại rơi vào dĩ dạng và lại tiếp tục để mà làm những cái dự án để chống ngập lụt. Hết yêu cầu mỗi nhà để mà mua một cái lu để chứa nước để chống ngập lụt, rồi đi vào quên lãng, rồi bây giờ ra nhiều dự án để xử lý nguồn nước, để đào, để thoát nước, nhưng mà rốt cuộc rồi thì vẫn như cũ. Không có gì mà nó làm với người dân Việt Nam hết. Chỉ có hốt tiền xong rồi thì đâu lại vào đó, chứ không có gì khác làm.